Dạ, thưa quý đầy tớ Chúa, đây là một cái sứ điệp mà Satan ma quỷ không thích nghe, không muốn nghe và ngăn trở. Bởi vì hôm nay chúng ta sẽ học về một bài, đó là thẩm quyền. Thẩm quyền tại sao bị mất và thẩm quyền được khôi phục như thế nào? Và chúng ta sử dụng thẩm quyền đó ra làm sao? Và khi có thẩm quyền đó thì số phận của Satan ma quỷ nó sẽ như thế nào? Amen. Dạ vâng. Giờ xin phép được mở Kinh Thánh ra ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 từ câu 1 cho đến câu 15. Có hai câu Kinh Thánh, đó là Sáng Thế Ký đoạn 3 từ câu 1 cho đến câu 15. Và ở trong Cô Rinh Tô Nhất đoạn 15 câu 45. Chỉ hai câu Kinh Thánh. Dạ vâng. Dạ. Xin hỏi là quý vị có Kinh Thánh không ạ? Dạ. Trên màn hình. Dạ vâng. Đấy, trên màn hình thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc. Xin phép được mời Hội Thánh cùng đứng dậy đọc lời Đức Chúa Trời ạ. Dạ vâng. Sáng Thế Ký đoạn 3 từ câu 1 cho đến câu 15. Dạ. Dạ. Dạ, xin mời Hội Thánh cùng khởi sự đọc lời Chúa. 2, 3. Và trong các loài chúng đồng và ác sở tội ta chúng chờ trời Amen. Có thần sẵn là sống quỷ quyền hơn hết. Sẵn đó cùng người như rằng, mà chi Đức Chúa Trời đã có thần sẵn các người không được phép ác cái tay của người sao? Satan lui, danh Chúa Giêsu không được sự ngăn trở ở đây. Amen. Tiếp tục ra. Người ác rằng chúng ta được ăn trái cây trong vườn. Quý vị cứ cùng nhau đọc, cứ đọc. Thưa quý hội thánh, thưa quý đầy tớ Chúa cùng dân sự Chúa, thật ra cuốn Kinh Thánh
nói về Chúa Giêsu Christ của chúng ta là nói về quyền cai trị. Bắt đầu từ Sáng Thế Ký cho đến Cải Huyền cũng đều nói về uy quyền, nói về thẩm quyền cai trị. Thật phải nói như vậy. Và Chúa tạo nên con người có một cái uy quyền, có một cái thẩm quyền, nghĩa là cái quyền được đứng ở trong sự hiện diện của Chúa và để được tương giao với Ngài. Amen. À, đầu tiên là như vậy. Và cái uy quyền đó thì ở trong đây chép lại là nó bị đánh mất. Vậy nó bị đánh mất vì điều gì? Và Chúa khôi phục lại cái uy quyền đó. Khi chúng ta nắm lấy cái uy quyền đó thì Satan, ma quỷ, số phận nó sẽ ra làm sao? Ngày hôm nay sẽ có rất nhiều cái dấu kỳ phép lạ xảy ra tại Hội Thánh này khi mà chúng ta nhận lại cái thẩm quyền tối thượng đó. Amen. Dạ, vâng. Và chúng ta phải biết rằng như vậy là Satan nó lừa và chúng ta bị lừa mất cái uy quyền đó ngay từ cái con người đầu tiên bị lừa bằng cách nào. Dạ, nên là chúng ta sẽ xem trong Kinh Thánh chép rất là rõ ràng. Dạ, xin mời ở đây. Dạ. Trong các loài thú đồng ấy thì có con rắn là quỷ quyệt hơn hết, và rắn nói cùng người nữ rằng: mà chi Đức Chúa Trời há phán rằng các ngươi không được phép ăn trái cây trong vườn? Người nữ đáp rằng: chúng ta được ăn trái cây trong vườn, song về trái cây mọc ở giữa vườn thì không được ăn. Đầu tiên là cho cơ hội để Satan nói chuyện, đúng không ạ? Đầu tiên mình là người quản trị cơ, đúng không ạ? Mình là người quản trị, nhưng mà đầu tiên là cho cơ hội để cho nó nói chuyện. Thời nay rất nhiều cái cánh cửa bị mở ra là nói chuyện với Satan. Ôi, nào là nhân điện, nào là yoga, nào là thiền, nào là pháp luân công, nào là những cái tin tức huyền bí bắt đầu mở ra để nói chuyện. Mình không nói chuyện làm sao những cái cánh cửa nó mở ra được, đúng không ạ? Đầu tiên là nói chuyện, đầu tiên là nói chuyện với con rắn. Đầu tiên là nói chuyện, bởi vì bắt đầu những cánh cửa được mở ra là tiếp xúc, nói chuyện. Nên là hạn chế những cái trang web, trang mạng, trang xã hội nào nói về huyền bí, những ngôi sao một mắt các thứ, bắt đầu xem, bắt đầu tiếp xúc, nói chuyện là bắt đầu cái cánh cửa nó mở ra. Nó mở ra. Rồi, nó mở ra, bắt đầu nó nói về cái gì? Lời Chúa rất là rõ ràng. Chúa nói rằng ở trong vườn đó, ta ban cho con, ta tạo lên cho con, các con được vui thỏa trong tình yêu của ta. Nhưng mà có một điều thôi, là ở giữa vườn ấy có một cái cây sự sống và một cái cây tri thức, thì các con không nên ăn. Không nên ăn. Bởi vì ăn thì các con, một mai các con sẽ chết. Bởi vì như thế này, Chúa không muốn con người ăn cây tri thức. Tôi ví dụ như một em này học về đại học y, đúng không, học y. Em có thể học 7 năm, 10 năm, 12 năm, có thể lên tiến sĩ y học, là có tri thức về y học rồi, không cần lệ thuộc nữa, tự nghiên cứu được. Nhưng mà Chúa muốn là không muốn ăn cây tri thức ấy, mà luôn luôn có mối tương giao cậy nhờ nơi Chúa, nơi đón nhận nơi Chúa. Còn ăn cây tri thức đó là khi con người bắt đầu có tri thức rồi, quay sang cậy nhờ nơi mình. Và Ngài cho thỏa vui thỏa hết, nhưng mà riêng cái cây tri thức đó thì Ngài nói đừng có đá động đến. Đấy chỉ là một trong những điều. Giống như mà Ngài cho cơ đốc nhân ăn uống vui thỏa, đúng không ạ? Đừng ăn đồ cúng nha con, đừng ăn huyết nha con, đừng ăn những con vật chết nghẹt nha. Có rất nhiều đồ ăn, nhưng mà tại sao cứ phải lựa chọn những đồ ấy ăn? Đúng không ạ? Cũng giống như trong vườn có rất nhiều cây để ăn, mà tại sao lại lựa chọn cái cây để cầm? Đúng không ạ? Nên bắt đầu là nói chuyện với con rắn đầu tiên, sau đó thì nghe lời con rắn. Nó nói đúng cái điều đó. Ô, sao Chúa không cho, không yêu à? Sao Chúa lại không cho ăn? Ăn tiết tốt mà, nó lọc phổi mà. Nó người cắt tóc ấy, ăn tiết canh tốt mà, nó lọc phổi mà. Sao lại không được ăn? Đúng à? Ở đây Chúa sao lại không cho ăn? Người nữ nói là, không, Ngài cho ăn hết, nhưng mà chỉ những cái cây đấy, không được ăn thôi. Đấy, bắt đầu làm sao? Đánh vào sự vô tín. Đúng không? Chúa nói là không được ăn đồ cúng, không được ăn vật chết nhà, không được ăn những cái thứ ô uế, đúng không ạ? Rồi nó nói sao là không được ăn, đúng không ạ? Bắt đầu từ nghe những cái tin tức, tin xấu, những tin huyền bí, những lời nói của Satan ma quỷ, xong bắt đầu đến nghi ngờ lời Chúa. Nghi ngờ lời Chúa,
nghi ngờ lời Chúa. Đây là cái điều mà hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học. Satan nó ngã như thế nào và nó làm cho con người ngã y như thế. Rồi, đây là cái câu nói. Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai người ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời. Sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác. Quý vị ở đây đừng để linh buồn ngủ nó vận hành nhé. Đây là cái lẽ thật. Dạ, em cứ nói như vậy hả? Dạ, đây nhá. Đây nhá, em đọc nhá. Nếu ngày nào hai người ăn trái cây đó, mắt mình sẽ mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời. Con người mà sẽ như Đức Chúa Trời. Rồi nhá. Ê-sai đoạn 14 câu 14. Ta sẽ lên cao những đám mây làm ra mình bằng đứng rất cao. Nghĩa là sao? Chúa là đối tượng tối tôn, tối cao, vinh hiển, là đứng mà tất cả chúng ta hướng về tôn vinh, ca tụng và thờ phượng. Thì bây giờ chuyển từ đối tượng trung tâm đó sang mình. Satan nó như vậy, nó ngã đúng không ạ? Ta sẽ nâng ngay ta bay lên bằng đứng rất cao. Và nó nói cho con người, ăn đi, ăn rồi các người cũng giống như Đức Chúa Trời. Không cần phải lệ thuộc nữa, không cần phải hỏi nữa. Quý vị có như vậy không ạ? Có thấy không ạ? Nó ngã như thế nào thì nó lừa dối Adam như vậy. Như vậy, bắt đầu tội lỗi của Satan là làm ra mình bằng Đức Chúa Trời. Nghĩa là từ đối tượng trung tâm thì quay sang bản thân là trung tâm. Và con người sa ngã cũng như vậy. À, ăn cái trái cây đó thì không cần lệ thuộc nữa. Khôn ngoan giống như Đức Chúa Trời. Wow, như vậy ai mà thờ phượng chính bản thân, đúng không ạ? Cho bản thân mình là trung tâm thì cũng đang là thờ thần tượng, đúng không ạ? Và đó là cái điều mà Satan nó gieo vào. Nó gieo vào, đúng không ạ? Nó gieo vào. Dạ. Tiếp theo, đây là cái điều này. Đây là cái điều mà tại sao lại ngã. Biết như vậy mà tại sao lại ngã. Nhưng mà người nữ đó thấy cái trái cây đó ấy, ngon, ngon, đẹp và quý. Không biết là nữ thì sao nhưng mà nam ấy, đúng không? Ngon. Bây giờ không những khen thức ăn ngon mà còn khen vợ người khác ngon. Thấy ăn mặc cái ngắn đẹp thơm ấy cũng khen là ngon. Ngon, vâng, ngon. Nghe vì ngon. Có rất nhiều người tham ăn. Phải mà, có thể là nhóm chủ nhất, không nhóm nhưng mà được mời đi ăn tiệc ấy. Okay. Có nhiều người lấy Chúa làm gương mà đồ ăn ngon, có nhiều người vẫn còn bị như vậy. Có lên thăm ăn ấy. Ở trên cái gì mà con gái tôi nói là gọi là thánh ăn ấy. Gì mà ăn đến 9 hay là 7 cân cái gì thịt dê ấy. Người nữ ơi rất đẹp mà ăn, ăn nó không biết no. Cái đấy là một cái dạng ác linh tham ăn, đúng không ạ? Đúng không? Không có nhà hàng là dám phục vụ như vậy, đúng không ạ? Là đầu tiên là ngon, chết thì ngon, rồi ngon, ngon. Nên là hội thánh này tôi tin là kiêng ăn nhiều, à. Ngon, ngon. Rồi tiếp theo nữa là đẹp mắt. Ở đây đâu này, đúng không ạ? Nhìn chồng người khác đấy, anh phải học hỏi cái ông hàng xóm này đấy. Đấy, ăn mặc ấy, ăn nói ấy, ăn mặc ấy, lịch thiệp không? Đấy. Em phải để ý cái cô kia kìa, đấy chưa? Người ta lịch thiệp với chồng chưa? Chồng về thay giày ra, lấy dép cho đeo, có thứ ở đấy chưa? Áo khoác thì treo lên. Còn tiếp theo nữa là đẹp. Mắt thấy lòng giấy. Mắt thấy lòng giấy, đúng không ạ? À? Mắt thấy lòng giấy. Đẹp. Xong tiếp theo nữa là quý. Xảy ra ăn cắp, ăn trộm. À.
rồi tà dâm rồi bắt đầu nó đẹp rồi nó quý rồi cuối cùng là đánh vào cái mà ngã dễ nhất, đó là cái sự kiêu ngạo về tri thức. Tôi đến trẻ con rồi nói là sao mình nghèo thế, nó chỉ buồn buồn thôi, đúng không ạ? Sao mình xấu trai đấy, buồn buồn thôi. Sao mình ngu thế, thế là đánh nhau, chê nhau về tri thức, đúng không? Hơn nhau về tri thức. Có nhiều người không yêu nhau được bởi vì ngăn cấm nhau học cao hơn. Con người thích tri thức lắm, con người thích đào tạo, thích huấn luyện lắm, thích băng đo bằng kia lắm. Nhưng mà các thầy giáo chú nói là trường quỳ gối và trường thánh linh mới là trường đặc biệt nhất. Đi qua mẹ đâu hả? Đó, nên là ở đây con người ngã về ngon, về đẹp, vì quý, vì tri thức, và nghĩ rằng thay Đức Chúa Trời trung tâm thì kéo về bản thân của mình, và bắt đầu vì quyền đó bị mất đi. Vì quyền đó bị mất đi. Ở đây có một cái trong hôn nhân mà chúng tôi được Joseph Tân ở bên Singapore, ông ấy nói: người nữ ăn rồi, ăn rồi lại trao cho chồng đứng gần cũng ăn nữa. Đây là cái thẩm quyền bắt đầu bị rủa xả. Người nam là cái người có thẩm quyền, người nam là cái người ban phát, người nam là người giơ tay thánh sạch lên cầu nguyện, người nam là cái người giữ cái trật tự. Nhưng bây giờ người nữ lại là cái người ban phát cho chồng. Tôi ban cho anh, tôi ra lệnh cho anh, tôi tặng cho anh, tôi uy quyền cho anh. Bắt đầu cái trật tự hôn nhân nó thay đổi, bắt đầu là hôn nhân bị rủa xả từ thứ tư này. Tôi đây là tôi nói riêng về vấn đề hôn nhân, sau đó thì không nói trong bài này. Khi mà từ khi nghe con rắn nghi ngờ lời của Đức Chúa Trời, từ tin con rắn chuyển từ Đức Chúa Trời, từ trung tâm chuyển sang chính mình, bởi vì ngon, vì đẹp, vì quý, thì bắt đầu con người xa ngã. Lúc đó cũng giống như là đời sống thuộc linh đã bị mở ra, có những cánh cửa mở ra và có những ác linh phù hợp họ đã đi vào, giống như là đời sống tâm linh như vậy. Và lúc đó thì sợ hãi, sợ hãi rồi biết mình lóa lồ, rồi biết mình phải ẩn mình, phải che đậy, phải sợ hãi. Sợ hãi, sợ hãi. Rồi bắt đầu đến lúc Chúa nói, Chúa đến gần, Chúa chúc cơ hội, Chúa đến gần, Chúa hỏi: ngươi làm điều chi vậy? Chúa đến gần, Chúa hỏi là: sao ngươi biết lõa lộ? Có phải là ngươi đã ăn cái trái cây ta dặn không nên ăn chăng? Người nữ mà Chúa để gần, bây giờ có lỗi thì rất hay là đùn đẩy. Khi mà đã phạm tội mà có lỗi thì rất hay đổ lỗi. Người phạm tội rất hay đổ lỗi. Không ăn năn mà hay đổ lỗi. Bây giờ người nam thì đổ cho người nữ thì đổ cho con rắn, con rắn. Đổ lỗi. Cuối cùng là rơi vào khung hình phạt. À, rồi, cái đấy là việc của con rắn. Đúng không ạ? Cái đấy là không biết, chắc là trong đây không có ai dính phải cái đó. Thì thôi, mình không học cái đó nữa. Bây giờ mình học cái thẩm quyền. À, học thẩm quyền. Đây là cái điều mà quý vị phải ghi vào và hoặc là ghi nhớ. Đây là lời Chúa chép: Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn phán cùng con rắn rằng: vì mày đã làm nên điều này, mày sẽ bị rủa xả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời. Giải thích cái này trước, rồi sau đó chúng ta sẽ nói thêm về thẩm quyền. Chúng ta được tạo lên bởi gì ạ? Nếu mà chúng ta đang sống trong thể linh thì con rắn không làm gì được đâu. Nhưng mà nếu mà chúng ta sống trong xác thịt thì sao ạ? Có mùi ngay ấy.
đúng không ạ? Có mùi đấy. Cứ từ sống xác thịt mà xem, đúng không ạ? Nên là cái đấy nhớ nhá, chúng ta đều là những người thuộc linh. Amen. Không có mùi, đúng không ạ? Chỉ có mùi hương thơm của Đấng Christ thôi. Amen. Và đây là cái điều mà quý vị đóng ngoặc vào. Con rắn mây sẽ bị rủa xả. Amen. Amen. Tất cả những thế lực linh, Satan, ma quỷ, Lucifer, Leviathan, Merian, rồi Beelzebub, tất cả nó đầu tiên Đức Chúa Trời định cho nó làm sao hả? Bị rủa xả. Amen. Trong cái từ đó nhá, là gồm có này: chức quyền, phế chất, vô hiệu hóa, trục xuất, tăng diệt, trừ xuất. Đó là những cái từ đó dành cho nó. Nghe amen không ạ? Chúa định cho nó như vậy. Chúa định cho nó như vậy. Nghe amen không ạ? Rồi, thêm một câu nữa. Ta sẽ làm cho mày cùng dòng dõi người nữ này, dòng dõi người nữ này thù nghịch cùng nhau. Người sẽ đạp đầu mày. Nghe amen không ạ? Đầu tiên nó bị phế truất, bị đánh bại, bị vô hiệu hóa, bị trục xuất, bị đuổi đi. Thứ hai nữa là bị đạp đầu. Amen. Vị không ai đây là. Rồi. Nhớ là đối với Satan ma quỷ, nó sẽ bị hai cái điều mà Đức Chúa Trời định cho. Thứ nhất là nó bị rủa xả, bị phế truất, bị vô hiệu hóa, bị cột trói, bị trục xuất và bị xua đuổi đi. Thứ hai nữa là bị đạp đầu. Đi qua bên đâu ạ? Bởi vì câu kinh thánh chúng ta vừa đọc, đúng không ạ? Câu kinh thánh Chúa chúng ta vừa đọc là gì ạ? Adam thứ nhất thì trở nên linh hồn sống, còn Adam thứ hai là thân ban sự sống. Chúng ta đang ở trong đứng đó. Chúa đã dùng sự sống của Ngài nuốt trọn sự chết. Quý vị có uy quyền ở trong đứng phục sinh đó. Quý vị ở trong vua muôn vua và Chúa các Chúa. Ngài nói rằng chúng ta đã đồng chết đồng chôn, bây giờ là đồng cai trị với Chúa ở các nơi trên trời. Quý vị có amen như vậy không ạ? Và trong cải huyền nói rằng kẻ nào thắng sẽ ngồi trên ngôi của ta, giống như ta đã thắng và ngồi trên ngôi của cha ta. Và uy quyền đã được khôi phục qua sự chết của Chúa Giê-xu. Và Satan ma quỷ, Chúa định cho nó là bị làm sao ạ? Rủa xả. Và vì sao hả? Áp đầu. Quý vị có amen không ạ? Tôi không biết ở trong đây có rất nhiều đầy tớ Chúa có ơn về giải cứu, chữa lành và giảng dạy. Nhưng mà đây là cái cơ hội chúng ta sẽ cùng cầu nguyện. Có những sự nào, những cánh cửa nào đã mở ra, có những sự rủa xả nào, có những tà linh nào nó đã đi vào trong thân xác và trong tâm hồn và trong linh hồn của chúng ta, thì đây là lúc mà nó bị rút ra, nó bị đánh bại và chúng ta đạp đầu nó. Chúng ta chỉ dành mấy phút thôi. Quý vị khi vừa cầu nguyện vừa quan sát, có ai la ó ói mửa hay cái gì, chúng ta sẽ quan sát giúp đỡ nhau. Vâng, bây giờ uy quyền sẽ được khai phóng giờ phút này. Kính mời quý vị cùng đứng dậy, chúng ta sẽ dành một vài phút và cùng cầu nguyện. Amen. Hallelujah.